Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 17 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc đại lục đã xảy ra mưa bão cực lớn và sấm sét vào ngày 16 tháng 8. Và nhiều người đã được đánh thức. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Tali, Thâm Quyến, Quảng Đông, học sinh sẽ phải nghỉ học và các nhà máy tạm dừng hoạt động. Có 1.797 tia sét ở Phúc Châu trong vòng vài giờ và Đài quan sát khí tượng Phúc Châu đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ và cảnh báo sét màu vàng, theo tin tức từ phương tiện truyền thông đại lục vào ngày 16 tháng 8. Đêm ngày 15 tháng 8 và sáng ngày 16 tháng 8 ở Phúc Châu có sấm sét và mưa lớn, nhiều người bị đánh thức vào sáng sớm. Từ 0 giờ đến sáng, 1.797 tia sét đã xảy ra ở Phúc Châu. Theo tin tức khí tượng Phúc Châu, do ảnh hưởng của hoàn lưu ngoại vi bão Tali, ở Phúc Châu có lượng mưa lớn ổn định và ít di chuyển, lượng mưa lớn vào giờ làm việc buổi sáng ngày 16 tháng 8. Đài quan sát khí tượng Phúc Châu đã khẩn trương đưa ra hai tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ liên tiếp, một vào lúc 5 giờ 31 phút ngày 16 tháng 8, một vào lúc 7 giờ 04 phút. Cảnh báo đỏ thứ hai cho biết trong 6 giờ qua, lượng mưa ở thị trấn Hoàn Tây, Tây An từ 40mm đến 298,1mm và lượng mưa lớn cục bộ vượt quá 40mm. Chú ý đề phòng các thiên tai thứ cấp như ngập úng đô thị và nông thôn. Sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Lượng mưa thực tế ở Phúc Châu cao hơn nhiều so với cảnh báo 40mm. Tính đến 7 giờ ngày 16 tháng 8, lượng mưa trong một giờ tại khu vực tự động của khách sạn Cố Lăng World Trade Hotel đã lên tới 113,2mm, 55,7mm, 59mm, 66,2mm, 76,6mm, 104,6mm. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo bão vào lúc 6 giờ 39 phút ngày 16 tháng 8. Bão Tali cách thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông khoảng 365 km về phía đông nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ sẽ tăng dần và đổ bộ dọc bờ biển từ Dương Giang, Quảng Đông đến Văn Xương, Hải Nam vào đêm ngày 16 tháng 8. Bão mạnh cấp 12, cấp 14, tâm bão cách Phúc Châu 890 km, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, tốc độ di chuyển 20 km/h. Thâm Quyến đã được nâng lên cảnh báo bão lên mức khẩn cấp và toàn thành phố đã sẵn sàng tạm dừng công việc và các lớp học. Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo bão màu trắng của thành phố thành màu xanh lam vào lúc 6 giờ ngày 16 tháng 8. Do ảnh hưởng của cơn bão Tali, dự kiến đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17, Thâm Quyến sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thời kỳ có gió và mưa, có nơi mưa to đến rất to và mưa to cục bộ, gió giật mạnh đạt cấp 6 đến cấp 8 trên đất liền, cấp 8 đến cấp 10 ở vùng ven biển, vùng núi cao và vùng biển. Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến lại thông báo vào lúc 23 giờ ngày 16 rằng thành phố đã bước vào trạng thái phòng chống bão. Các trường tiểu học, trung học, trường mẫu giáo và nhà trẻ chuẩn bị tạm dừng các lớp học. Thưa quý vị, bão qua đi, Trung Quốc lại phải chật vật đối phó với đợt mưa lũ trăm năm có một mà có thể sẽ tạo ra một sự bình thường mới ở nước này. Bên cạnh các nỗ lực cứu trợ thiên tai, ngay lập tức, Trung Quốc sẽ phải đẩy mạnh phát triển hạ tầng và xây dựng các năng lực mới vì biến đổi khí hậu có nguy cơ làm tăng tần suất và quy mô những trận lụt như hiện nay, theo hãng tin CNA. Mưa lớn triền miên đã dẫn đến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều vùng thuộc miền Nam và Tây Trung Quốc, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm triệu người. Trang CNA dẫn lời các nhà chức trách cho biết, mực nước ở hơn 300 con sông dâng lên các mức nguy hiểm kể từ đầu tháng 7 với hơn 40 con sông dâng cao chưa từng có. Tính đến nay, gần 38 triệu người ở 27 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, với 150 người chết và mất tích. Con số này chắc chắn còn tăng cao. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc xác nhận hôm 16 tháng 8 rằng khoảng 1,54 triệu người đã phải di rời, 18.000 ngôi nhà bị sập với thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 6,81 tỷ đô la Mỹ. Chỉ 3 ngày sau đó, 2,0 triệu người phải sơ tán, 106 triệu người cần hỗ trợ khẩn và 188.000 hecta cây trồng bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng gần 30% lên 9,4 tỷ đô la Mỹ. Hoàng Hà là con sông dài thứ hai ở Trung Quốc sau Dương Tử. Mưa lũ thường xuyên xảy ra và nghiêm trọng đến mức mọi người gọi đó là nỗi đau của Trung Quốc. Trong số 10 trận lụt thảm khốc nhất thế giới 100 năm qua thì có tới 7 trận ở Trung Quốc, 5 trận ở Dương Tử và 2 trận ở Hoàng Hà. Thực tế, trận lụt nghiêm trọng nhất thế giới đã xảy ra ở các sông Dương Tử và Hoài Hà năm 1931 sau 2 năm hạn hán.
mưa cực lớn ở lòng chảo Dương Tử, đông người sinh sống đã góp phần gây nên thảm họa này. Hơn 2 triệu người đã mất mạng trong trận lũ này, kéo theo dịch bệnh và tình trạng suy dinh dưỡng. Ước tính 40% dân số bị ảnh hưởng rời khỏi nhà cửa. Trong những năm 1995-2015, khoảng 3.000 thảm họa lũ lụt xảy ra trên thế giới, ảnh hưởng tới 2,3 tỷ người. Kể từ năm 1980, lũ lụt đã gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đô la cho kinh tế toàn cầu. Với tình trạng biến đổi khí hậu làm nảy sinh nhiều loại hình thời tiết bất thường, những nước như Trung Quốc sẽ cần phải hành động nhiều hơn nữa để đối phó với thiên tai, theo CNA. Tác động của đợt lũ lụt mới nhất càng cho thấy những hậu quả thiên tai nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ trong tuần qua, 4 thành phố gồm Hàm Ninh, Kinh Châu ở Hồ Bắc, Nam Xương và Thượng Nhiêu ở Giang Tây đều ban hành báo động khẩn cấp mức cao nhất. Riêng ở Giang Tây, 5,5 triệu người bị ảnh hưởng và gần 500.000 người phải sơ tán kể từ ngày 13 tháng 8. Tuy nhiên, thời kỳ lũ lụt nguy hiểm nhất có thể vẫn còn ở phía trước. Kinh nghiệm đã qua cho thấy các trận lụt lớn và nghiêm trọng nhất thường vào cuối tháng 7 đến giữa tháng 8. Đợt lũ lụt mới nhất tàn khốc ngang ngửa trận lụt lịch sử ở vùng Trung và hạ nguồn sông Dương Tử năm 1998, kéo dài từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 9. Cơn thiên tai khi đó đã gây đảo lộn cuộc sống của 180 triệu người và làm 13 triệu ngôi nhà hư hại. Ở Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, mực nước tăng lên 22,6 m hôm 13 tháng 8, cao nhất trong lịch sử được ghi lại. Đập thủy điện Tam Hiệp đóng một vai trò quan trọng trong kiểm soát lũ lụt ở sông Dương Tử. Từ năm 2003, khi được hoàn thành đến năm 2019, công trình đã có hơn 90 lần tích trữ lượng nước lụt quá mức trong mùa mưa, rồi dần dần xả nước sau khi lũ qua đi. Trong đợt mưa lũ năm nay, Cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc thống kê hơn 500 di tích văn hóa, gồm các cây cầu cổ, các công trình và tòa nhà lịch sử ở 11 tỉnh thành bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau, khiến năm nay trở thành năm tiếp theo tồi tệ nhất đối với các di tích. Trung Quốc hiện đang sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào dự báo thời tiết và kiểm soát lũ lụt nên có thể đưa ra cảnh báo lũ lụt nhanh hơn, giúp người dân có thêm thời gian chuẩn bị và ứng phó thiên tai tốt hơn. Hồ chứa đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc đón trận lũ thứ hai trên dòng Trường Giang trong năm nay. Đây cũng là trận lũ lớn nhất từ đầu năm đến nay đổ về hồ thủy điện này. Theo Tân Hoa Xã, lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 61.000 m khối trên giây vào 8 giờ ngày 16 tháng 8. Lượng nước được xả từ đập thủy điện đạt 33.000 m khối trên giây, hồ chứa giữ lại khoảng 45% lượng nước từ thượng nguồn sông Trường Giang đổ về. Theo tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, mực nước trong hồ chứa dâng lên 160,17 m, cao hơn giới hạn lũ trên 10 m. Có 11 trường hợp tử vong ở Trùng Khánh được thông báo vào sáng ngày 16 tháng 8. AP dẫn nguồn tin từ cơ quan phát thanh truyền hình khẩn cấp quốc gia của Trung Quốc. Trong đó, vùng núi của Trùng Khánh còn xảy ra 3 vụ lở đất khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Hơn 18.000 người đã được sơ tán và gần 1.000 ngôi nhà tại địa phương này chịu thiệt hại. Lúc 18 giờ ngày 16 tháng 8, chính quyền tỉnh An Huy đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ cao nhất vì tình hình lũ lụt vô cùng nghiêm trọng. Khúc sông Trường Giang chảy qua tỉnh An Huy và sông Hoài Hà đi qua Vương Gia Bá đều ghi nhận tốc độ nước dâng báo động. Tân Hoa Xã cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng đến 11 thành phố và hơn 2,4 triệu người tại tỉnh An Huy. Trong chưa đầy 3 tuần, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã họp Trung ương đến 3 lần về ứng phó lũ lụt. Giới chức Trung Quốc hôm 16 tháng 8 cảnh báo lũ mạnh sắp diễn ra với các thành phố ở hạ lưu sông Trường Giang. Nước từ mưa lớn ở thượng nguồn tiếp tục đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp. Trong cuộc họp mới nhất, ông Tập kêu gọi giới Trung Quốc các cấp phải ưu tiên tính mạng và tài sản của người dân. Ông đề nghị các địa phương và đảng viên quyết liệt hơn trong kiểm soát lũ và cứu trợ thiên tai. Trận lũ thứ hai trong năm trên sông Dương Tử khiến mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên mức 164,18 m. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi con đập lớn thế giới được xây dựng. Mực nước cao nhất trước đó được ghi nhận là 163,11 m. Vào 20 giờ tối ngày 16 tháng 8, lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt mức 46.000 m khối trên giây, giảm đi đáng kể so với mực 61.000 m khối trên giây ghi nhận 12 giờ trước đó. Tuy nhiên, đập Tam Hiệp đã phải mở 7 cửa xả nước nhằm giảm nhẹ tác động của lũ lụt. Theo Tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành con đập tính tới 14 giờ chiều ngày 16 tháng 8, đập Tam Hiệp trữ được 14 tỷ mét nước trong mùa lũ chính năm nay. Đợt mưa lũ từ đầu tháng 7 đến nay gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhiều địa phương của Trung Quốc, ảnh hưởng tới cuộc sống của 24 triệu người, làm 31 người chết và mất tích. Nếu tính từ đầu năm đến nay, mưa lũ ảnh hưởng tới đời sống của khoảng 40 triệu người dân Trung Quốc, hơn 141 người chết và mất tích, với thiệt hại kinh tế vượt qua con số 12 tỷ đô la Mỹ. Ước tính tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp,
Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử hôm 15 tháng 8 tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam về lũ lụt đối với nhiều khu vực ở trung và hạ lưu sông. Cùng ngày, chính quyền thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy phải dùng thuốc nổ để phá hủy một con đập trên sông Trừ nhằm giảm áp lực từ mưa lũ. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!